chuyện nhầm lẫn hy hữu của hai bà mẹ liệt sĩ lên sóng VTV đặc biệt. Năm 2002, sau nhiều năm tìm kiếm, mẹ Lưu Thị Hinh ở Ninh Bình tìm được hài cốt của người con trai liệt sĩ Đinh Duy Tuân tại An Giang. Vì nhiều lý do, gia đình để phần mộ anh lại đây và lập bàn thờ, thờ tự từ xa. Năm 2018, đến thắp hương tại mộ, gia đình nhà mẹ Hinh mới biết hài cốt đã không còn ở đó 8 năm nay mà được gia đình mẹ Hà Thị Xuân cùng quê Ninh Bình chuyển về xây cất tại nghĩa trang dòng họ địa phương. Hai bà mẹ 83 tuổi đã phải đứng trước quyết định đau xót, khai quật mộ để xét nghiệm ADN. Thế nhưng điều xót xa nhất không nằm ở đó. Lựa chọn đề tài tìm mộ liệt sĩ, tuy nhiên, không đi theo hướng khai thác những vấn đề cũ, đạo diễn Tà Quỳnh Tư quyết định chọn một hướng đi riêng, kể về câu chuyện nhầm lẫn khá hy hữu của hai bà mẹ liệt sĩ có con cùng tên, cùng quê quán, nhập ngũ cùng năm, hy sinh cùng năm chỉ khác nhau họ và tên đẹp. Theo đuổi hơn một năm trời với đề tài, vượt qua rất nhiều khó khăn và nghi ngại của gia đình nhân vật chính, đạo diễn Tà Quỳnh Tư và ekip đã ghi lại được những thước phim sống động mô tả chân thực diễn biến tâm lý của gia đình hai bên, đặc biệt là hai bà mẹ trong quá trình tìm lại con. Được làm với cách kể chuyện tự nhiên, gây xúc động cho người xem, phim tài liệu Đường Về thể hiện tay nghề xuất sắc trong cách lột tả nội tâm nhân vật của vị đạo diễn từng giành rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế này. 50 phút phim là nhiều cung bậc cảm xúc để rồi kết lại là những khoảnh khắc lặng đi vì nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Nỗi đau quá lớn của những người mẹ khiến mỗi người phải nhìn lại về những gì là có ý nghĩa trong cuộc sống này. Bộ phim thức tỉnh và lay động những phần sâu kín trong mỗi con người, đặt ra những câu hỏi không dễ trả lời. Với nhiều chi tiết đắt giá, những hình ảnh chân thực tạo dung cảm mạnh mẽ, VTV đặc biệt Đường Về hy vọng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả khi lên sóng vào 20 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7 trên VTV1. Hà Tùng Long. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.